Theo nhiều bài báo và nghiên cứu, việc sắp xếp bàn học, bàn làm việc cá nhân có ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất và động lực học tập, làm việc của người trẻ. Thế nên, việc sở hữu một bàn làm việc như ý sẽ giúp chủ nhân của góc làm việc đó gia tăng khả năng tập trung cho công việc, mang lại tốc độ và kết quả hoàn thành mục tiêu tốt hơn. Xin chào các bạn, nếu các bạn mới đến đây, mình là Nam Anh, một business analyst ở Hà Nội, và tại channel này, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu các tips và thói quen để giúp người trẻ chúng ta luôn làm việc năng suất, tài chính tự do và sức khỏe dồi dào nhất. Mỗi năm thì mình đều dành ra một khoảng thời gian nhất định, đâu đó khoảng tầm vài ngày để ngồi và sắp xếp lại bàn làm việc với mục đích tối ưu hóa thời gian và năng suất cho công việc. Và trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ mọi thiết bị công nghệ, mọi đồ vật mình có sẵn trên bàn, cách mình sắp xếp chúng với nhau và cách chúng hoạt động tương tác với nhau để giúp mình làm việc năng suất nhất có thể. Đầu tiên chính là chiếc máy MacBook Pro 14 inch này, linh hồn của cả góc làm việc và chứa đựng tất cả những tài liệu, công việc, kiến thức cần thiết cho công việc của mình. Đặc thù hay di chuyển nhiều nên mình luôn thích dùng laptop thay cho PC, và có thể nói M2 Max này chính là chiếc laptop mình đã chờ từ rất lâu, khi đủ mỏng nhẹ để đồng hành cùng mình khắp nơi nhưng vẫn đủ khỏe để làm việc và edit em du cùng mình mỗi khi về vị trí tại bàn làm việc. Mình mua bảng cấu hình gần như tối đa với 96GB và chip M2 Max để phục vụ cho các công việc BA và đặc biệt là công việc sáng tạo nội dung khi edit, chỉnh sửa video. Nhưng thú thật thì từ lúc mua đến giờ thì mình cũng không dùng hết đến cấu hình, nên lần sau nếu mà nâng cấp máy thì chắc mình cũng sẽ chỉ mua 64GB thôi. Và kết nối với chiếc MacBook của mình qua cổng Type-C, đó sẽ là em màn hình LG Ultra Wide 35 inch này với độ phân giải 2K và tần số quét nhanh 100Hz. Mình đã mua chiếc LG này được hơn 2 năm từ 2021 rồi, và mặc dù đã thử qua các setup 3 màn hình tại công ty, một màn to 32 inch tại phòng khách, thì đây vẫn là setup mà mình thấy ưng ý nhất. Đầu tiên là vì nó rất đẹp và chân chu, khi mình cũng sẽ không có khoảng phân cách giữa các màn hình. Hai là với bề ngang dài thì cũng cực kỳ tiện lợi để mình chỉnh sửa, edit video khi nhìn timeline dài hơn. Và cuối cùng là với tần số quét nhanh 100Hz thì so với các màn hình bình thường là chỉ có 60Hz thôi, thì cũng giúp mình thao tác nhanh hơn rất nhiều khi làm việc. Tiếp theo là một trong những thứ quan trọng nhất ở khu làm việc của mình, bởi nếu không có nó thì mình sẽ không thể sắp xếp toàn bộ những thứ mình vừa giới thiệu cho các bạn. Đó chính là chiếc bàn AB1 SmartLine. Bên cạnh ấn tượng đầu tiên về mặt thẩm mỹ, bàn được thiết kế rất là tối giản, thuận tiện. Điều mà mình thích nhất đó chính là nhiều lợi ích sức khỏe mà bàn đem lại cho người dùng, như khả năng điều chỉnh độ cao linh hoạt phù hợp với chiều cao của người sử dụng, có thể thay đổi chiều cao từ vị trí thấp nhất là 70 cho đến là 120 phân, giúp mình dễ dàng tùy chỉnh từng phân một so với điểm nhìn và góc ngồi cá nhân. Hơn nữa thì bàn còn có 4 chế độ nhớ chiều cao khác nhau, giúp mẹ mình khi cần dùng bàn cũng có thể thoải mái chọn ngay chế độ để bàn tự động vào chiều cao phù hợp với mẹ. Cuối cùng là một điều trước đây mình cũng không thấy thuyết phục lắm là khả năng linh hoạt chuyển giữa việc đứng, ngồi làm việc, vì mình hay nghĩ là đã làm việc thì ngồi mới thoải mái, mới tập trung được. Nhưng khi đã sử dụng rồi thì đây thật sự là một tính năng cứu cánh, giúp mình co giãn cuộc sống sau những phiên làm việc dài 2-3 tiếng liên tục. Và đi cùng chiếc bàn thì đó là em ghế mình đang sử dụng, tên là Fortis, cũng đến từ AP1. Theo thống kê, những căn bệnh về xương khớp ở dân văn phòng ngày càng trẻ hóa ở Việt Nam. Và tuy rằng mình có dành thời gian để tập thể dục mỗi ngày, nhưng vì công việc chính của mình là làm việc tại văn phòng, về đến nhà làm content cũng ngồi tại bàn làm việc. Vậy nên, việc lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho cuộc sống và xương khớp của mình. Và đó là lý do đồng hành của chiếc bàn này thì mình đã lựa chọn một em ghế công thái học. Điểm cộng của chiếc ghế Fortis này là có giá khá dễ chịu nhưng vẫn đầy đủ công năng. Đầu tiên là có đệm lưới ở cả lưng và đệm mông, và chắc chắn là còn có khả năng điều chỉnh chiều cao của cả ghế, đệm lưng, hai cây tay và cả phần tựa cổ. Có thể nói là mọi bộ phận trên ghế đều có thể linh hoạt chỉnh sửa, nên cũng rất linh hoạt để điều chỉnh ghế ôm và phù hợp với chiều cao của người sử dụng. Tổng quan thì mình rất recommend chiếc ghế Fortis này vì giá tốt và cực kỳ phù hợp với những bạn nào đang muốn thử tìm hiểu, sử dụng và kết thân với đồ công tại học. Hai công cụ không thể thiếu tiếp theo trên bất cứ một bàn làm việc nào đó sẽ là chuột và bàn phím. Về chuột thì mình đang dùng chiếc ROG Caris Wireless, và tuy là mình rất thích đồ Apple, đã dùng thử các chuột Apple Mouse cũng như là các chuột chuyên dụng cho việc làm văn phòng như Logic MX Master 3, nhưng mình luôn thấy những chuột này phong cầm không quá được thoải mái, hơn nữa độ nhạy cũng kém hơn nhiều so với chuột gaming. Còn với bàn phím thì mình khá thích các bộ bàn phím low profile, gọn nhẹ, không cần tốn diện tích kê tay và gõ cũng nhanh hơn. Chiếc bàn phím mình đang dùng hiện tại đó là Nufi E75, nhân vật quần chúng đã xuất hiện trong khá nhiều video của mình rồi, nhưng hễ lần nào xuất hiện thì cũng có nhiều bạn hỏi han bàn phím tên là gì và mua ở đâu. Sau đó thì là một thiết bị cũng vô cùng quan trọng cho công việc sáng tạo nội dung và dạy học của mình, đó là chiếc Shure MV7, có thể nói là micro thần thánh quá nổi tiếng trong giới podcast với chất âm trầm và tốt. Điểm mình thích nhất đó là kết nối khá đơn giản và linh hoạt, khi mình chỉ cần cắm một đầu dây micro USB đến máy tính, smartphone và iPad là đã có thể sử dụng được, chứ không cần phải mua thêm các sound card rồi, đắt đỏ để thu âm nữa. Và với nhiều thiết bị điện tử như vậy thì chắc chắn mình cũng sẽ không tránh khỏi việc sẽ có những thiết bị không tương thích đầu cổng kết nối với nhau. Và vì vậy nên tất cả thiết bị từ chuột, bàn phím, màn hình, loa, mic của mình sẽ đều được kết nối đến MacBook qua một hub kết nối là Core Digit TX3, vừa giúp mình có thêm ti tỉ các cổng kết nối như đầu đọc thẻ nhớ, cổng mạng Ethernet, các cổng Type-C, USB, mà đồng thời hub còn
có khả năng sạc cho chính chiếc MacBook của mình. Vậy nên khi ngồi vào bàn làm việc, mình chỉ cần cắm một dây Type-C từ hub qua MacBook là đã có thể kích hoạt toàn bộ góc làm việc của mình mà vẫn tránh được dây dựng lằng nhằng ở trên bàn. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một vài phụ kiện ở trên bàn. Thì ở đây mình đang sử dụng một chiếc đèn bàn máy tính có tên là Mija Xiaomi, một thiết bị không thể thiếu đối với mình, giúp bảo vệ mắt khi mình thường xuyên làm việc với máy tính. Hơn nữa thì nhờ góc chiếu thẳng bao quát toàn bộ màn hình thì sẽ giúp màn hình không bị bóng mờ so với khi sử dụng đèn bàn phổ thông. Và vẫn với chủ trương là tránh dây dựa lằng nhằng trên bàn, mình cũng sắm thêm cả chiếc sạc không dây Belkin hỗ trợ mình sạc được 3 thiết bị cùng một lúc là điện thoại, tai nghe và đồng hồ. Xưa thì mình cũng đã thử trải nghiệm một số mẫu sạc không dây khác thì thường gặp tình trạng bị quá nóng máy, nhưng với chiếc Belkin này đang được bày bán trên chính trang web của Apple thì mình thấy chất lượng đảm bảo hơn rất là nhiều. Và ngay cạnh sạc thì mình thường để iPad. Ngoài lúc dạy học cần sử dụng thì mình thường tận dụng iPad làm màn hình phụ khi cần để có thêm không gian làm việc. Sang để âm thanh, vì không muốn bàn làm việc quá lộn xộn nên mình thích sử dụng các chiếc loa Bluetooth thiết kế đơn giản và nhỏ gọn như Marshall Acton 2. Đánh giá về âm thanh thì mình thấy ổn, đáp ứng đủ cho các nhu cầu đơn giản của bản thân là tiêu thụ nội dung, làm việc và sáng tạo nội dung. Cuối cùng thì mình cũng có một số cây giả trên bàn làm việc để tạo cảm giác dễ chịu hơn cho các làm việc. Và nếu các bạn để ý thì chiếc cây này cũng đã gắn bó với mình từ khá lâu, từ những video đầu tiên mình làm YouTube rồi, và đó cũng là setup bàn làm việc của mình. Nếu các bạn thấy có món đồ nào hay ho, mất xét cho bàn làm việc nữa thì hãy comment xuống phía dưới phần bình luận để mình và mọi người cùng biết nhé. Ngoài ra, nếu các bạn thích các video chia sẻ về cuộc sống thì đừng quên xem thêm video Một ngày của một business analyst mà mình vừa ra nhé. Và các bạn cũng đừng quên để lại một like và subscribe để ủng hộ mình ra thêm các video khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.